tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa với quý vị và các bạn, đang cái lúc dịch bệnh như thế này, với lại hơn nữa là thời tiết mới hôm nay nó toàn mưa suốt thôi, cho nên là hôm nay thì tôi sẽ quay chiếc xe này cho quý vị và các bạn cùng xem ngay tại cửa hàng của chúng tôi, tại vì đánh ra ngoài trời kia là nó hay bị mưa lắm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan và là ở cái phân khúc hạng C, đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Đây chính là chiếc xe Kia Cerato được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và đây là cái phiên bản 2.0. Thưa với quý vị và các bạn, Kia Cerato thì là nó có hai phiên bản, một phiên bản là 1.6 và là một cái phiên bản 2.0. Ở cái phiên bản 1.6 thì nó sẽ giới hạn về option, còn phiên bản 2.0 này thì là option tương đối đầy đủ rồi. Đây, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây chính là cái phiên bản 2.0 đây ạ. Ở cái phiên bản 2.0 thì là Kia đã trang bị cho chiếc này là một chiếc xe full đồ, từ cửa nóc, khóa thông minh, đèn nổ start tốt, nội thất da và ghế là ghế điện. Ghế điện là nhớ ghế hai vị trí, điều hòa tự động hai vùng độc lập, và có cảm biến trước và cảm biến sau. Đây là cái cảm biến sau đây ạ. Và có bô đôi rất là thể thao, rất là đẹp ạ. Đấy, và có cảm biến sau rồi đấy ạ. Cảm biến sau này, rồi camera lùi đầy đủ hết cả rồi ạ. Cái cặp đèn của nó rất là đẹp ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Là răng đúc hay còn gọi là vành xoắn đấy ạ. Vành xoắn ở cái phiên bản 2018 này mới có được đấy ạ. Và khóa thông minh, khóa thông minh hết rồi ạ. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu là gương gập điện rồi ạ. Đây, cụm đèn pha đây ạ. Cụm đèn pha cũng như đèn đèn pha bi xenon. Đây là cái cảm biến trước của xe đây ạ. Cảm biến trước của xe. Cửa nóc đầy đủ đấy ạ. Đây là cửa nóc của xe đấy ạ. Gương chiếu hậu được gập điện rồi ạ. Chủ xe này cũng rất là cẩn thận, đã ốp cái này là viền, vừa là trang trí vừa là chống xước của xe đấy ạ. Khóa thông minh đèn nổ rồi. Đấy, nhìn về cái tổng thể bên ngoài thì còn rất là đẹp, vì chiếc xe này chủ xe đi cũng rất ít, mới có 3 vạn km thôi, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp, chưa có đâm đụng hay là chưa có va chạm gì cả, tất cả còn rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi để xem về cái khoang nội thất, để tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái khoang nội thất đây ạ. Bước vào cái khoang nội thất của xe thì ta cũng xem qua thì đã biết ngay đấy, chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã ốp bật cửa, ốp chrome đây ạ. Đây là chủ xe, phần chủ xe ốp chrome để chống xước cái bật cửa đây đấy ạ. Chủ xe rất là cẩn thận. Và táp đi cửa thì còn rất là đẹp ạ. Đây là cái cụm điều khiển lên xuống kính đây, gương gập điện này. Và cái điều đặc biệt ở cái phiên bản 2.0 này thì xe đã được trang bị là nội thất da cao cấp. Và ghế này gọi là ghế mũi đấy ạ. Ghế mũi và là ghế chỉnh điện này. Ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí đây ạ. Đây là cái phần nhớ ghế hai vị trí. Vô lăng cần số thì còn rất là đẹp đấy ạ. Vô lăng cần số rất là đẹp và được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Cruise control. Sang số thể thao trên vô lăng đây ạ. Sang số thể thao trên vô lăng. Đây, tôi sẽ bật cái điện này lên cho quý vị các bạn cùng xem. Màn hình này, xe được trang bị màn hình có cả GPS dẫn đường, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Hôm nay thì tôi quay ở trong nhà cho nên là nó hơi tối một chút, cho nên là quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm ạ, vì là trong nhà cho nên là ánh điện của salon cũng không được sáng lắm, cho nên là nó rất là tối. Đấy, tôi cho nhỏ tiếng thì để tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây, đồng hồ công tơ mét của xe, chiếc xe mới lăn bánh được 2 vạn 8, 2 vạn 9, tức là gần 3 vạn km rồi. Đây, tôi gọi chẵn là chiếc xe chạy được 3 vạn km rồi cho quý vị các bạn cùng xem.
tất cả về cái phần nội thất này thì còn rất là đẹp. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Tem thông số của nhà sản xuất. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tôi cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên zin quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ thì còn nguyên zin rồi, tôi không giới thiệu nhiều vì tôi cam kết và tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn cùng xem. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì đến đây chúng tôi sẽ cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn để biết được chiếc xe này nó còn nguyên bản và không đâm đụng, không tai nạn một chút nào cả. Đây là ghế da, ghế muối đây ạ. Và ở cái phân khúc hạng C này thì chiếc xe này cũng đã được trang bị cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đây, thưa quý vị và các bạn, đây là cái màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp đầu DVD. Đã tích hợp lên đầu DVD hết rồi. Navi này, GPS, tức là có GPS dẫn đường đấy ạ. Đây ạ, toàn bộ cái giải trí đa phương tiện ở đây ạ, từ đĩa, iPod USB, radio, GPS dẫn đường đều có hết cả đây. Xe được trang bị đèn nổ start top, khóa thông minh. Đây. Tất cả vô lăng cần số còn rất là đẹp ạ. Nội thất rất là mới ạ, vì chiếc xe mới chạy có 2.8-2.9 km thôi. Đấy. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Bây giờ thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần cái cốp sau đấy ạ, cho quý vị và các bạn cùng xem. Vì là mua xe thì chúng ta phải quan tâm đến cái phần cốp sau để xem chiếc xe có bị đâm đụng hay là va chạm gì không. Đây, thưa quý vị và các bạn, tất cả cái ốc của cái cốp sau này nó còn nguyên bản hết. Keo chỉ này còn nguyên bản hết thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này nó cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì đâu ạ. Thì chúng tôi cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản này. Và cái cốp xe ở cái phân khúc sedan hạng C như thế này thì cốp rất là rộng, rất là tiện lợi cho quý vị và các bạn cùng gia đình đi du lịch để được rất là nhiều đồ đấy ạ. Đấy, chiếc xe thì còn rất là đẹp ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe để quý vị và các bạn biết được nó có bị đâm đụng hay là va chạm mà hay là có ngập nước gì không. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này. Đầu tiên thì tôi cũng quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo. Đây, thưa quý vị và các bạn, ốc cabo cũng còn nguyên bản. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Từ ốc cabo đến keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Tất cả máy móc nguyên bản hết luôn. Máy móc còn rất đẹp và còn rất là mới đấy ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có 2.9 km thôi. Cho nên nó còn cực đẹp đấy ạ. Ốc chân máy này, từ cái ốc chân máy, ốc mặt máy. Đây, thưa quý vị và các bạn, tất cả các ốc còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Động cơ DOHC 16 van. Đây là cái động cơ 2.0 ạ. Đấy, thưa mấy quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 598 triệu đồng. 598 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia Cerato 2018 phiên bản 2.0 này đấy ạ. Và chúng tôi có thể làm trả góp cho quý vị và các bạn vay với lãi suất rất là ưu đãi trong vòng 5 năm. Thủ tục thì rất là nhanh gọn thôi. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2018 này
thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy share clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo ạ. Thank you.